Loan chào cả nhà nha. Sáng hôm nay là Loan đi chợ đầm cả nhà. Loan đi chợ mua ít đồ về để làm bữa cơm trưa cho gia đình ha. Ở trong xóm mình này thì cũng có chợ, mà chợ nhỏ, cũng bán rau bán thịt vậy mà. Nhưng hôm nay thì mình thích đi chợ đầm, mình thích mua cái gì thì mình mua ha. Từ nhà mình thì ra chợ đầm thì gần cỡ 10 phút. Giờ này thì cũng cỡ 8 giờ sáng rồi mà trời cũng thoáng nắng cả nhà. Từ nhà mình thì ra đường 2 tháng 4 thì quen một con sông, nên quen một cái cầu như vậy nè. Cái cầu này thì làm mới xong, khánh thành hồi cỡ tháng 9 đó cả nhà. Bây giờ mình cua ra đường lớn ha, ra đường 2 tháng 4. Đường này thì đi thẳng lên là đường phố nè cả nhà. Bắt đầu mình cua ra ngã biển ha, ngã này là mình đi đường tắt qua chợ đầm luôn. Bây giờ mình tắt video để mình đi đường tắt mình vô chợ luôn. Bây giờ mình thấy ô quang ngon quá, mình mua ít trái ha, để mai mình nhờ thịt mình nấu canh ăn. Tao chị á. Em ơi. Bả chị trái ô quen á em. Chị hết rồi thị. 15 ngàn hết hả? 15. Mình đi chợ thì mình thấy cái gì mình thích mình mua để dành mình ăn 2 ngày cũng được. Có tiền không chị ơi? Em ơi, có tiền không chị ơi? Em cho chị bó cái thìa này em. Cái này nhiêu bó em? Dạ 8 ngàn bó chị. Cho chị bó này em. Mình thấy kế đây, bây giờ mình ghi cho mình mua một khúc cái lạc phai để mình về mình ăn ha. Cái này thì mình nhìn cũng tươi lắm. Cái lạc phai. Để lấy chị khúc ơi, coi về làm mang dĩa à. Cái tươi ngon quá hả. Cái đậm nó chiên. Một ký chưa, ký chưa chị? Cần rưỡi ngàn ký luôn á. Ở đây 6 cái bàn này. Mình cũng mua thêm một ký cá ngăn nữa, để về mình nấu, mình nấu. Mà dính cái chét quá thiệt hả chứ. Rồi ký chưa, coi coi giùm em cái. Rồi. Nè bỏ con này đây nè. Rồi. Ăn xíu không sao. Chị trước hả? Mình mua cá thì mình nhờ chị bán ký làm luôn. Mình thấy cá ngăn tươi quá nên mình thích sẵn mình mua luôn. Mình mua ký cá này thì để ngày hôm sau mình nấu mình ăn. 45 ngàn cả nhà. Cá ngăn 45 ngàn ký cái rỉ. Cắn ngon, cá đương ngon em. Cá này cũng ngon, chị thích ăn cá này rồi chị nói. Sau khi mình ghé chợ mình mua cá nè cả nhà. Cá là cá ngăn ha. Mình mua 1 ký. Về mình để nấu bánh ngọt, hoặc cá này kho cũng ngon, hoặc nấu cháo ăn cũng ngon cả nhà. Cá này thì mình cũng sơ chế sạch sẽ rồi. Cái này mình mua 1 khúc cá này, cái lạc mà cái lạc phai để về để mình với ngũ vị hương ha. Với mình mua đang ít thịt nữa nè, thịt bò để mình nấu canh bí. Thịt đây thì người ta làm tái nè, nên cái thịt đây nó mềm lắm. Mình chuẩn bị sẵn một số nguyên liệu rồi. Khúc cá lạc phai đây thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Cá này thì cái da nó nhớt, nên mình về mình rửa cho thật kỹ. Mình chè muối với chè chanh, rồi mình sẽ rửa qua nhiều nước cho nó khỏi nhớt á. Cá sẻ đây mình cũng băm. Một ít ớt, tỏi, hành củ. Rồi mình có thêm gói vị hương nữa cả nhà.
á, mỗi vị hương này mình ướp vô cho nó thơm á, rồi mình nấu món canh, canh bí thì mình nấu với thịt bò ha, rồi mình xào một ít rau muống để mình chấm với lại ăn ké mình ăn ha, với một chi dưa ha. Bây giờ mình sẽ ướp cái ké này cho nó thấm trước ha. Bây giờ mình cho vào đây với muỗng mắm. Ở đây là hai muỗng hạt nêm. Kêu đây kia đã. Tiếp theo mình sẽ ướp vào đây một muỗng rưỡi đường. Mình ôm ké, mình muốn cho đậm đà mình cho thêm một ít muối vào đây nữa. Rồi mình cho vào một ít tiêu. Mình cho sẻ vô luôn ha. Mình bỏ một nửa, còn một nửa để mình phi dầu cho nó thơm. Một ít tỏi. Hành thì mình cũng cho vô luôn. Cái này mình cũng để là để mình phi dầu. Ớt này mình để lại chút mình phi vô sau. Trộn mình để cho nó thấm á. Ngũ hương nó đẹp chắc gì mà cái ngũ hương nó đen lên nè, nó không có cái độ vàng cho nó đẹp. Rồi mình để đến thấm rồi bắt đầu mình sắc bí mình sẽ nấu. Giờ vào nó nóng mình cho tỏi hành ha, phi. Để cho luôn. Đó, cho luôn ha. Cho thêm ít dầu. Mình ăn dầu ít thôi nha, nấu dầu ít lắm. Mình lấy sẻ nó khô, mình cho thêm ít cho nó ngon. Thường là mình ôm ké với cà ri cả nhà, nhưng bữa nay mình đợi bữa mình sẽ làm một món ngũ vị hương mà nó rất là thơm lắm luôn á. Giờ mình cho gia vị vô, ít muối, chút cụm nêm, chút ngọt, chút đường vô ha. Giờ mình cho một ít tiêu vô đây ha. Mình rắc ít tiêu vô bếp luôn. Mà canh bí mình nấu thì cũng để chín rồi ha. Thịt bò nè cả nhà. Mình bỏ vô luôn rồi, nó cũng chín rồi. Bây giờ mình cho gia vị vô. Mình cho gia vị vô. Hạt nêm, đường, bột ngọt, muối ha. Cho vô luôn. Nêm nếm lại coi nó hợp có vị chưa. Giờ mình cho hành vô. Cho nên là
canh mình đã nấu xong, bún cơm để làm xong hết rồi. Giờ chuẩn bị mình dọn ra mâm. Bữa nay mình ăn món cái lạc ôm ngũ quê hương cả nhà. Món này rất là ngon, mình đợi bữa cái món canh bí thịt bò ha. Món rau muống xào tỏi ăn kèm với dưa chấm với nước mắm. Mình mời cả nhà cùng thưởng thức buổi cơm trưa cùng gia đình mình nha. Video của mình đến đây tạm dừng. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye.